Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, các thị trường xuất khẩu cá ngừ chính của Việt Nam là Mỹ và EU đã tăng gấp đôi cùng kỳ, mức tăng mạnh nhất trong 2 năm qua. Trong 8 thị trường chính của cá ngừ Việt Nam, trừ Trung Quốc, còn lại Mỹ, EU, CPTPP, Nga, Ai Cập và các nước Trung Đông đều đồng loạt tăng. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần một nửa tổng giá trị xuất khẩu trong tháng 1, đạt gần 44 triệu đô la Mỹ, tăng 210% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ sang các nước EU cũng tăng trưởng ngoạn mục. Việt Nam sẽ nhập khẩu 2,4 triệu khối xăng dầu trong quý 2, hàng trăm loại gia vị đặc sản của Việt Nam chuẩn bị lên kệ siêu thị của Mỹ. Đây là những thông tin thị trường tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý 2 năm 2022. Theo đó, 10 doanh nghiệp lớn sẽ có nhiệm vụ nhập khẩu 2,4 triệu mét khối xăng dầu trong khoảng thời gian này để phục vụ thị trường trong nước. Bộ giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm này cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch. Dự kiến từ quý 3, các loại muối chấm, sốt chấm, gia vị nấu ướp theo các vùng miền sẽ có mặt trên kệ hàng của nhiều hệ thống siêu thị, nhà hàng Mỹ. Theo doanh nghiệp nhập khẩu, chiến lược cung ứng sẽ bắt đầu từ các siêu thị Việt, siêu thị châu Á tại nước Mỹ trước, sau đó sẽ mở rộng đến các siêu thị Mỹ. Với 150 sản phẩm gia vị thuộc các dòng như muối chấm, sốt chấm, gia vị tự nhiên, gia vị nấu ướp, nước mắm, các sản phẩm này đã có mặt tại các hệ thống siêu thị Việt Nam và xuất khẩu sang nhiều thị trường như là Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Anh, Đức. Nếu lần đầu tiên vú sữa Hoàng Kim trồng ở Việt Nam có giá 200.000 đồng 1 kg, thì nay chỉ còn 40 đến 60.000 đồng 1 kg. Năm 2018, vú sữa Hoàng Kim lần đầu nhập khẩu từ Đài Loan về Việt Nam và tạo cơn sốt khi được bán với giá lên tới 900.000 đồng 1 kg. Đến năm 2021, khi loại này được trồng ở Việt Nam, giá bán ra vụ đầu tiên cũng lên tới 200.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, gần đây giá sản phẩm này đột ngột rất mạnh, chỉ bằng 1/3 vụ đầu tiên. Mang sứ mệnh của người thầy thuốc, trong các đợt dịch COVID-19 thì nhiều y bác sĩ trẻ đã tình nguyện xung phong vào tâm dịch. Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn, những y bác sĩ trẻ này không quản ngại khó khăn, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, nhận công tác tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào thời điểm dịch COVID-19 tại Đà Nẵng bùng phát và căng thẳng. Ở tuổi 26, với sức trẻ của mình, bác sĩ Lê Văn Trung Sơn xung phong vào tâm dịch, tham gia công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 để không một bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau. Những ngày đầu mình còn bỡ ngỡ và cũng rất lo sợ về dịch bệnh. Tuy nhiên là sau khi mình được chứng kiến những bệnh nhân trở nặng và khi mà mình bắt đầu tiếp xúc với những ca bệnh đó thì hầu như mình cũng quên đi bản thân luôn. Mình chỉ tập trung vào một việc là cố gắng làm sao một cách hết sức mình cho bệnh nhân vượt qua được cái cơn nguy kịch đó. Khoác áo blue trắng, mang trên mình sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc. Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiều bác sĩ trẻ bước vào tâm dịch, mang kiến thức chuyên môn cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Hiện Đà Nẵng đang trong giai đoạn đỉnh dịch với gần 1.000 ca bệnh mỗi ngày. Tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch cũng có dấu hiệu tăng. Với nhiều bác sĩ trẻ, đi vào tâm dịch để mang lại sự sống cho nhiều người. Bệnh rất là nặng, từ thở máy, ECMO, lọc máu, thì không đủ nhân lực để làm. Khi mình xuống phòng bệnh thì mình cố gắng tập trung hết hầu như 120% sức lực để mà chăm sóc bệnh nhân. Tuy có vất vả nhưng mà thiết nghĩ đến mình có góp một phần nào đó sức lực nhỏ bé của mình để chung tay giúp đỡ họ vượt qua được bệnh tật. Mình phải theo dõi sát bệnh nhân đến 24 tiếng, không theo dõi, không nghỉ ngơi được phút giây nào. Thậm chí có một ngày mà có bệnh nhân trở nặng đó, mình phải vào và tắm đó, vào thay đồ và theo dõi chăm sóc bệnh nhân 3-4 tiếng đồng hồ liên tục. Hy vọng là bệnh nhân nhé, triệu chứng được cải thiện nhanh hơn, nhẹ bớt, ít bệnh nhân nặng và Đà Nẵng mong nhà hết dịch. Hơn 2 năm Đà Nẵng chống chọi với dịch bệnh COVID-19 cũng là thời gian những chiến sĩ áo trắng ngày đêm trên mặt trận chống dịch. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả COVID-19, ngành y tế Đà Nẵng triển khai điều trị F0 tại nhà và thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi tại tuyến quận huyện để chia lửa cho tuyến trên. Tại những khu vực này luôn có những bác sĩ trẻ đồng hành cùng người bệnh. Những bệnh nhân nặng rất là nhiều, thì cả cái tuyến y tế tuyến huyện của chúng tôi là phải thành lập cái khu điều trị COVID để cho giảm tải cho cái tuyến trên và để phân tầng. Ở đây là chúng tôi nhận điều trị cho những ca
bệnh nhân nhẹ và vừa nhưng mà có nguy cơ cao. Rồi cũng có một vài bệnh nhân thì họ cũng có triệu chứng nặng nhưng họ có nguyện vọng, tâm tư nguyện vọng là đều muốn ở lại đấy, thì chúng tôi cũng cố gắng để điều trị. Sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, đi vào nơi nguy hiểm để người dân được an toàn. Đó cũng là tâm nguyện của những người thầy thuốc trẻ trong chặng đường đồng hành chống dịch COVID-19 cùng cả hệ thống chính trị của thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, sau Tết Nguyên đán thì số ca mắc F0 tại Quảng Ninh đã tăng lên rất cao, sấp xỉ 2.000 ca mỗi ngày. Và sự gia tăng này đã kéo theo nhu cầu test nhanh kháng nguyên cũng như là sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 tăng cao. Tuy vậy thì các nhà thuốc tại thành phố Cẩm Phả của Quảng Ninh gần như chỉ nhập được lượng hàng rất ít, không đủ cung ứng cho người dân. Sau đây là phản ánh của truyền thông tấn thực tế tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Sau khi xuất hiện nhiều ca F0 là hàng xóm, người thân, nhiều hộ dân đã phải đi mua kit test để sàng lọc, thế nhưng đều nhận được câu trả lời hết hàng. Điểm mua kit test này hơi khó vì vào các cửa hàng đều hết. Bây giờ muốn kiểm tra để xem mình có bị hai vạch không, nhưng mà không có thì không biết là đi đâu mua được. Không chỉ tại các quầy thuốc gia đình mà ngay cả các hiệu thuốc lớn đều khan hàng test nhanh COVID-19. Vì vậy giá các mặt hàng này tăng nhẹ tùy vào hãng sản xuất, dao động từ 70 đến 100 nghìn một bộ test tùy chủng loại. Bên cạnh đó cũng xuất hiện những kênh chào hàng không có nguồn gốc. Từ khi test xếp xong là bắt đầu khan hàng và lượng người rất nhiều lên, người ta mua số lượng nhiều lên, nhưng mà em bán cho mỗi người khoảng 5 test, 3 test đổ lại thôi, không được mua thôi, không số lượng nhiều san sẻ ra, không mua một chút, đấy thôi. So với thời điểm trước Tết thì tăng đến khoảng 60-70%. Thì cũng một phần là do dịch bệnh tăng cao thì nhu cầu mua của bà con cũng tăng lên. Việc khan hàng cũng đã kéo theo các dòng sản phẩm kit test trôi nổi được chào hàng trực tiếp hoặc trên các trang mạng xã hội, gây khó khăn cho công tác kiểm soát của lực lượng chức năng. Cơ quan chuyên môn về y tế cũng khuyến cáo người dân không nên tự mua các loại sinh phẩm y tế và thuốc chữa COVID-19. Khi không có chỉ định của bác sĩ. Chưa phát hiện được ra cái việc găm hàng cũng như một số sản phẩm thì có sự điều chỉnh giá nhẹ do các cái nhà cung cấp cũng như cái nhu cầu của người dân. Cho nên là chúng tôi sẽ tuyên truyền cũng như giám sát các cái hoạt động kinh doanh của tất cả các cái nhà thuốc trên địa bàn. Thứ nhất là thuốc điều trị COVID không phải chúng ta tự ý sử dụng như các thuốc thông thường, vì đây là thuốc điều trị có kê đơn và không phải nhất thiết trường hợp nào cứ bị mắc COVID là chúng ta sử dụng thuốc kháng virus. Thế việc thứ hai nữa là khuyến cáo bà con là không nên mua thuốc trôi nổi trên thị trường mà không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đoàn liên ngành do Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra xác định giá bán test xét nghiệm COVID-19 của các cơ sở kinh doanh và sẽ xử lý nghiêm các cơ sở găm hàng để nâng giá trục lợi. Trong ngày 24 tháng 2, các lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ đối tượng vận chuyển 400 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu từ Trung Quốc khi đang vận chuyển tại khu vực thành phố Móng Cái. Thưa quý vị, do liên tục để xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng, nhiều hạt trưởng hạt kiểm lâm và các huyện cũng như là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm, chuyển công tác đến đơn vị khác. Đây là thông tin được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết vào ngày hôm nay. Cụ thể, sở này đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện hồ sơ thuyên chuyển bố trí công tác khác đối với ông Đồng Văn Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương, ông Đồng Văn Tuyên, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà, ông Mai Chí Trung, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đam Rông. Đồng thời đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đạ Sa, huyện Lạc Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Phi Liêng và Đạ Long, huyện Đam Rông vì trong năm 2021 trên địa bàn các xã này xảy ra nhiều vụ vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng gây thiệt hại lớn. Cũng vì những tồn tại về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn ba huyện nói trên, các đơn vị chủ rừng đã tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật với hình thức thuyên chuyển công tác đối với trưởng ban quản lý các ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, Lâm Hà và Cedepoc, đồng thời kỷ luật khiển trách đối với trưởng ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm. Ngày hôm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết, chủ cơ sở tư nhân Thanh Cảnh thuộc thành phố Thuận An đã tự nguyện giao nộp lại cho chính quyền tỉnh Bình Dương một đàn hổ gồm 4 con và một xác hổ. Những cá thể hổ sống đã được bàn giao lại cho thảo cầm viên Sài Gòn của thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nuôi dưỡng.
Trước đó, cơ sở tư nhân Thanh Cảnh có nuôi dưỡng 5 cá thể hổ. Năm 2019 đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn khi hổ trong cơ sở cắn nhân viên cũ. Cơ quan chức năng và chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương vận động chủ cơ sở tư nhân Thanh Cảnh bàn giao lại các cá thể hổ trong tình trạng sức khỏe ổn định cho cơ quan chức năng. Thời gian qua, chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tìm được nơi thích hợp nhất để nuôi dưỡng các cá thể hổ là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Tuy nhiên, một con hổ trong đàn trong quá trình nuôi dưỡng không may bị chết. Chủ cơ sở này đã thông báo sự việc tới chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương để lập biên bản bảo quản mẫu.